Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng em đã quay trở lại với chuyên mục Audio Nghị luận xã hội cùng Học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay, chị rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các bạn trong 15 phút sắp tới để cùng lắng nghe một đoạn văn nghị luận xã hội với đề bài Viết một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ, trình bày suy nghĩ của em về câu nói tỏa sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Đất nước Nhật Bản từ lâu đã được biết đến với kỹ thuật mộc vàng. Tưởng chừng những món đồ sẽ phải bỏ đi thì được những người thợ mài dùng vàng để hàn gắn, khoác lên cho chúng một bộ áo mới. Họ quan niệm rằng vẻ đẹp được tạo ra từ những vết nứt không hoàn hảo đó. Soi chiếu vào con người, ta mới thấy thật đúng. Chúng ta đều tỏa sáng nhờ những mảnh vỡ của cuộc đời. Thật vậy, cuộc đời ta giống như một chiếc chén đã vỡ. Cuộc đời của mỗi người sẽ không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối mà luôn chứa đựng những vấp ngã, tổn thương. Những điều đó sẽ trở thành vết sẹo mãi đi theo ta suốt cuộc đời. Nhưng nếu ta biết cách tô điểm, hàn gắn thì những vết sẹo đời ấy lại trở nên đẹp đẽ vô cùng, giúp ta mạnh mẽ đứng dậy sau những lần vấp ngã và hoàn thiện bản thân hơn trước, khiến ta tỏa sáng, tươi đẹp theo một cách rất riêng. Như vậy, mảnh vỡ cuộc đời là thứ cần thiết để bạn trở thành phiên bản mới, tốt đẹp hơn và là thứ mà bạn có thể hoàn toàn tự hào về nó. Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với cái tên Walt Disney, ông trùm hoạt hình. Dù đã qua đời vào năm 1966, nhưng đến nay, tên tuổi của ông vẫn luôn được nhắc đến bởi hàng triệu người đã từng xem những bộ phim, các chương trình truyền hình và đến các khu vui chơi giải trí của ông. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng hay ho. Và trước khi sáng tạo thành công Disneyland, ông cũng đã từng nếm mùi phá sản rất nhiều lần. Chính những vấp ngã, thất bại trước đó đã giúp ông rút ra được những kinh nghiệm, trưởng thành hơn để rồi tên của ông được cả thế giới biết đến như ngày nay. Vì vậy, thay vì chán ghét, chán chường với những lần vấp ngã, ta nên trân trọng bản thân, yêu thương những vết sẹo và biết ơn cả những trải nghiệm đã dạy ta trong cuộc sống và trân trọng những gì không hoàn hảo. Bản thân tôi trước đây, sau mỗi lần thất bại, cũng đều rất chán ghét chính mình, thấy mình thật vô dụng. Nhưng sau khi biết đến nghệ thuật Kintsugi, nghệ thuật phục chế gốm sứ bằng vàng ròng ở trên, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ. Thay vì đắm mình trong những đau khổ của thất bại, tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân khiến mình thất bại là gì và bản thân học được điều gì từ những thất bại đó. Chúng ta hãy cùng nhau tô điểm, sơn vàng cho những thất bại của cuộc đời mình để tìm ra giá trị thực của nó các bạn nhé. Bởi không có ai có một cuộc đời hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể lựa chọn để sơn vàng lên những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Vậy là chuyên mục audio nghị luận xã hội của chúng mình số phát sóng tuần này đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của chuyên mục audio nghị luận xã hội nhé. Bye bye!